Kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay thì nắng nóng đã lan rộng ra nhiều tỉnh thành của Bắc Bộ và Trung Bộ. Một số nơi như là ở Hòa Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ đã lên cao và đều từ 37,8 độ trở lên. Đặc biệt có Kim Bôi, Hòa Bình còn vượt 40 độ. Dự báo sang ngày mai, nắng nóng tiếp tục bao trùm Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và khắp từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến sẽ từ 35 đến 38 độ. Riêng một số nơi ở Hòa Bình, vùng núi Nghệ An, Quảng Bình sẽ vượt mức 39 độ. Mới đợt nóng đầu mùa mà nhiệt lên rất cao, dễ bị sốc nhiệt, say nắng. Vì vậy quý vị lưu ý bảo vệ sức khỏe. Khu vực Tây Nguyên ngày mai cũng nắng mạnh và nóng cục bộ tại Kon Tum 35 độ. Còn các thành phố khác như là Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa cũng khá nóng 33-34 độ. Ở Đông Nam Bộ bao gồm có thành phố Hồ Chí Minh thì ngày mai trời tiếp tục nắng mạnh và nóng, nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 36 độ. Còn ở Cần Thơ và các nơi khác thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ thì nhiệt độ dao động từ 33 đến 34 độ. Trên biển ngoài khơi quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngày mai trời không mưa, có nắng, gió không quá cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động của tàu thuyền. Và kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.